Rồi giờ máy DC70 xuống phà các bạn ơi, để di chuyển đi qua cánh đồng mới ha. Tiếp tục chạy đồng cũng đây nữa nè, chút này gỗ đồng. Cái nó cầu đúng quá dữ à. Lên YouTube mà. Đây là mấy anh ở đây rất là vui tính các bạn ơi. Đang thổi chiếc xà đây các bạn. Quá dữ nha. Đây đã đi qua cây cầu rồi các bạn. Đây là 70 mươi nhân silver nha. Với mình ngày nay thì chia sẻ máy DC70 các bạn ơi, hiện tại đang mở đồng thu hoạch lúa vụ 3 nha các bạn.
ở bên kia các bạn ơi. Mấy anh mấy cậu ở chiếc đi chung với chiếc DC70, mấy anh mấy cậu đi chung với chiếc DC70 đang chạy ra các bạn ơi. Bữa đó thì có cái bờ mẫu nè các bạn, mấy anh sẽ bò qua bờ đó chạy ra máy nha. Để năm thì còn lối cuối nè các bạn. Máy này thì mình được biết thì thu hoạch tới chiều tối mới nghỉ các bạn ơi. Cái khu đồng này thì hai máy này cắt các bạn. Tiếp tục qua các miếng ruộng mới nữa các bạn.